Ok, chào cả nhà. Như mình đã hứa bữa thì lúc nãy thì là quay gà ha, bây giờ mình rang hạt nhân nha, rang hạt đi, nói chung là rang hạt. Ở đây mình có mua sẵn một cái loại, nó bán trong này đủ loại hết, nó có hạt đều, hạt dẻ, hạt óc chó với là hạt nhân, hạt trắng trong này. Bây giờ mình thì mình thích ăn cho nó giòn giòn chút xíu cho nên mình rang nó lên. Rồi bây giờ mở nắp ra. Còn cả nhà mấy chị ra đậu phộng đó. Ra đậu phộng, nói chung là đứng ra gì ra. Ví dụ vậy. Cái này nó không sợ khén, không đứng canh mà nó rất là ngon, nó ngon hơn là rang chảo. Bình thường ra mình bếp thường thì cứ phải đứng là lấy cái đũa nào là lấy cái muỗng cứ phải đảo đảo bốc hơi nhìn thấy ngon quá. Bốc qua tới bên này đi. Rồi. Bây giờ chỉ cần đổ hạt vô trong này. Rồi xong đậy nắp lại. Rồi tùy theo các bạn chọn cái chương trình nào cũng được. Ví dụ mình giống như lúc nãy mình quay gà đi đúng không? Nè bây giờ mình mở máy lên nè, mình quay gà. Rồi mình tại vì nó quay mà đúng không? Bình thường là đó. Chọn quay gà 190 độ thì là nhiều hay ít? Nhiều quá. Nhiều quá đúng không? Vậy thì xuống bao nhiêu? Khoảng chừng còn 150 độ đi. Rồi khoảng chừng 10 phút. 10 phút thôi. Đó, bây giờ mở cái đèn lên. Nó màu chín lắm đó anh ơi, xuống nữa đi. 10 phút coi chừng á, 7 phút đi. 7 phút hả? Còn không nữa thì chút mình lên lại. Này 28 phút nè, đó mà coi coi nè. Nhìn nè, nó rang đó, nó quay cái hạt ở trong đó ngồi nó ra. Hạt nó giòn rất ngon ha. Bây giờ chừng nào xong thì mình sẽ thành phẩm thì mình lại giới thiệu với các bạn lại lần nữa cho các bạn xem ha. Bây giờ cho nó rang nha. Rồi, ok, chúc gặp lại nha các bạn ở Tiên So nha các bạn. Nhớ nha. Xong rồi, lấy ra đi ba. Ok. Rang đậu. Rang đậu ha. Thôi nó chóc vỏ luôn kìa. Thầy chỉ cần chóc vỏ ra bóp luôn. Bóp cái là xong. Nhớ nhà nóng nha. Để ra ngoài một chút. Mọi người nhớ để ra ngoài một chút rồi đục vô. Hoặc là nếu mà có hai cái bao tay làm bếp như vậy thì ok. Đó, ví dụ vậy. Nè, mở ra. Đó. Rồi. Thấy không? Tự động. Nó làm tự động cho mình luôn. Và coi thử coi. Nóng nóng. Cái vỏ chút cái bóp cái vỏ của cái hạt cái này hạt dẻ. Hạt dẻ bóp cái vỏ nó ra. Này là hạt óc chó nè. Này là hạt nhân nè. Còn này là hạt điều nè. Nó vàng luôn, đẹp luôn. Nè, phải bóp cái vỏ này ra không quý? Okay. Trời ơi, vỏ tôi bỏ ra ngoài, tự nhiên bỏ vô luôn đây vậy? Shit. Hột, ấy mà hột ra cho. Cái đó của em đó, em thích ăn cái đó. Hồi nóng quá, không ăn được. Ok, thôi. Chào tạm biệt mọi người nha. Cần tư vấn thì comment á, hoặc là ở Tiên Store. Mọi người cần tư vấn thì gặp bà mẹ đẹp nha. Hoặc là bên kênh YouTube thì là bà mẹ đẹp vlog. Ok, chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn các bạn nha.